Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin xoáy TV của chúng tôi. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bản tin cực nóng. Quân đạo chính tấn công Trung Quốc tại Tây Tạng khiến 200 lính quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc bị tiêu diệt và phá hủy một nhà máy chế tạo vũ khí hàng nặng của Trung Quốc Thưa quý vị, tình hình chính trị tại Trung Quốc khi vào đêm hôm qua, phe đạo chính của tướng Vương Kỳ Anh đã tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ tiêu diệt hơn 200 lính quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc và phá hủy một nhà máy chế tạo vũ khí của hàng nặng Trung Quốc tại cao nguyên Tây Tạng, làm cho Tập Cận Bình và giới lãnh đạo của Trung Quốc đang như ngồi trên đống lửa. Diễn biến của vụ việc này ra sao xin kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, như trong các bản tin trước, chúng tôi đã từng đưa quân đạo chính do tướng Vương Kỳ Anh, vốn là tư lệnh vùng Hồ Bắc và Giang Nam cùng với một số tướng lĩnh khác, đã làm một cuộc tấn công đạo chính chiếm Bắc Kinh, làm cho Tập Cận Bình phải chui vào đường hầm bí mật mới chạy thoát thân. Sau đó nhờ lực lượng áp đảo đã đánh bật quân đạo chính ra khỏi Bắc Kinh, quân của tướng Vương Kỳ Anh đã tổ chức rút lui chiến thuật về vùng biên giới Tây Tạng, nơi có đường biên giáp với Ấn Độ lực lượng của những người Tây Tạng lưu vong dưới sự lãnh đạo của Đạt Lai Lạt Ma cũng trú tại nơi đây, được sự cưu mang và cho phép của chính quyền Ấn Độ. Họ không ngừng đầu tranh để lòi lại lãnh thổ của mình, mà đã bị Cộng sản Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt bất hợp pháp vào năm 1950 và sát nhập Tây Tạng vào các tỉnh thành của Trung Quốc rồi áp đặt ách thống trị hạ khắc tại nơi đây. Những gì đã và đang diễn ra trong thời gian gần đây, coi như chế độ độc tài Cộng sản Trung Quốc và Tập Cận Bình gần như đến ngày tần số phải trở về đúng với bản chất và vị trí của nó. Khi sức mạnh của dòng nước chân lý và chính nghĩa cuốn phăng tất cả những rác rưởi của bảo tàn, rồi trà sâu xa trong dòng chảy không ngừng của nó, kiểu họ vô đơn trí mà họ tập vào giới lãnh đạo Cộng sản bảo quyền Trung Quốc phải đối mặt ở hiện tại khi sự hung hăng kiêu ngạo của họ phải nhận lấy hậu quả tức thời khi hầu hết các nước trên thế giới thức tỉnh và sẵn sàng trừng phạt Trung Quốc trong nhiều cách khác nhau được theo lời của các học giả nổi tiếng là chủ nghĩa Cộng sản, sẽ chỉ còn trên từ điện trong hai thập niên đầu của thế kỷ 21. Thưa quý khán thính giả, trong một diễn biến liên quan vào khoảng 11 giờ đêm hôm qua, ngày 16 tháng 5, quân đội chính kết hợp cùng lực lượng lưu vong Tây Tạng, hiện có căn cứ tại Ấn Độ của Đạt Lai Lạt Ma, đã tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ vào Tây Tạng, hiện đang do quân đội Trung Quốc kiểm soát. Theo một số nguồn tin tình báo chúng tôi có được, Cuộc tấn công này cũng nhận được sự hậu thuẫn từ quân đội Ấn Độ. Khi thời gian vừa qua, Trung Quốc và Ấn Độ cũng trải qua giai đoạn căng thẳng, có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh. Sau khi 20 binh sĩ Ấn Độ bị lính Trung Quốc tấn công và dẫn đến cái chết của 20 binh lính này, việc này đã dẫn đến hai nước điều động một lực lượng lớn quân đội khí tài vũ khí đến nơi đây, cho tới khi Ấn Độ đã đồng loạt tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, làm cho kinh tế Trung Quốc bị tổn hại nặng nề nên phía Trung Quốc mới chịu rút quân. Cuộc tấn công của quân đảo chính có sự tham gia của khoảng 1.500 binh sĩ với pháo tên lửa, máy bay không người lái, xe tăng và các khí tài khác. Cuộc tấn công bắt đầu với việc do thám và giải quân kèm theo hỏa lực vào binh yểm hộ từ mặt đất và trên không, trong khi binh sĩ của quân đảo chính di chuyển phối hợp với các máy bay không người lái mở đường cho xe tăng sau khi hỏa lực phòng không và tên lửa bắn hạ các trực thăng và máy bay chiến đấu của quân giải phóng Trung Quốc, lực lượng của quân đạo chính đổ bộ đường không và đăng đường bộ tiếp tục đùng đồ nảy lửa với quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Và cuối cùng đã xóa sổ hơn 150 mục tiêu trên khu vực rộng hàng chục km vuông. Theo kế hoạch cùng tòa nhà hành chính các doanh trại đồng quân của quân đội Trung Quốc, đài phát thanh tại thủ phủ Lhasa, nhà máy điện đặc biệt, là nhà máy chế tạo vũ khí hạng nặng của Trung Quốc, đặt tại đây đã bị phá hủy hoàn toàn. Những tiếng nổ long trời lở đất cùng rất nhiều cụm khói lượng ngùn ngụt cuồn cuộn bốc lên trên bầu trời đêm Tây Tạng, từ các cuộc giao tranh trên không, trên bộ. Và các vụ nổ từ các nhà máy đã biến Tây Tạng như đang trải qua ngày tận thế. Người dân Tây Tạng phần lớn đều chui xuống hầm trú ẩn mà họ tự thiết kế trong mỗi gia đình, khi họ luôn ý thức được là các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và người đồng tộc của họ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ giao tranh, quân đảo chính đã chủ động rút lui khi trời gần sáng khi nghe được thông tin Trung Quốc đang điều động một lực lượng lớn ở các tỉnh thành lân cận cùng với một số lực lượng máy bay chiến đấu chờ hàng ngàn lính đến di viện cho Tây Tạng. Trước cuộc tấn công của tướng Vương Kỳ Anh, thông tin thống kê sơ bộ về thiệt hại sáng nay mà chúng tôi có được là quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc có hơn 200 lính bị thiệt mạng, khoảng hơn 12 dân thường bị thiệt mạng và bị thương. Phía quân của tướng Vương Kỳ Anh cũng có con số thương vong và thiệt mạng, gần 100 người. Các cơ sở hạ tầng và nhà máy liên quan đến lĩnh vực quân sự hầu như bị phá hủy hoàn toàn. Quân đạo chính có một máy bay bị bàn rơi cùng hai xe tăng bị cháy. Diễn biến tiếp theo của vụ việc này ra sao, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị khi chúng tôi có được những thông tin mới nhất. Phần còn lại của chương trình xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về một người có sức ảnh hưởng và vô cùng to lớn của người dân Tây Tạng, đó chính là Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, tự cho mình là một tu sĩ Phật giáo đơn giản. Ngài là bậc lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, sinh vào ngày 6 tháng 7 năm 1935, trong một gia đình nông dân tại ngôi làng nhỏ nằm ở đông bắc Tây Tạng. Vào tên tuổi lên 2, cậu bé sau đó được đặt tên là Lam Mô Đông Đức, được công nhận là hóa thân của Đức Thánh Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma được cho là hiện thân của Đức Quan Thế Âm vị Bồ Tát của lòng từ bi và là vị thánh bảo hộ của người Tây Tạng. Bồ Tát là những chúng sinh đại giác ngộ được truyền cảm hứng từ lòng khao khát muốn đạt được Phật quả. Vì lợi lộc của tất cả chúng sinh người đã thề nguyện tài sinh trở lại thời gian để giúp đỡ nhân loại sự giáo dục ở Tây Tạng thành Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu sự giáo dục trốn tiền môn của mình ở tuổi lên 6. Chương trình giảng dạy được bắt nguồn từ truyền thống là Nalanda bao gồm 5 môn chính và 5 môn phụ. Các môn chính bao gồm logic, mỹ thuật, ngữ pháp, tiếng phạm và y học, nhưng trọng tâm nhất là triết lý Phật giáo. Tiếp theo quay trở lại với bản tin miền Đông. Một tin cực nóng chúng tôi vừa nhận được. Biết tin Pháp Anh điều quân tới giúp Việt Nam đòi lại Hoàng Sa Trung Quốc gửi tối hậu thư đe dọa. Dạ. Đầu tháng này, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phaleis Pali cho biết một trong các tàu ngầm của nước này gần đây thực hiện chuyến tuần tra qua Biển Đông. Báo Trung Quốc China Daily vừa đăng bài chỉ trích bước đi của Pháp. Và Pali cho biết Jenkins cho rằng chuyến tuần tra của tàu ngầm tấn công hạt nhân Sna Emmeraude là bằng chứng nổi bật cho thấy hải quân Pháp đủ năng lực hoạt động dài ngày ở những nơi xa xôi, cùng với các đối tác chiến lược Úc, Nhật và Mỹ. Bài viết của China Daily nói rằng Pháp không giống Mỹ vì không có các hiệp ước quốc phòng song phương hay các căn cứ quân sự ở khu vực. Nên cho rằng Paris đang muốn lấy lòng Washington bằng cách ủng hộ bộ tứ, một liên minh quân sự không chính thức của Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ nhằm đối phó với sức mạnh đang lên của Trung Quốc. Vẫn sở hữu một số đảo ở Nam Thái Bình Dương, Pháp quyền đây xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh vì Bắc Kinh đang gia tăng đầu tư vào khu vực này. Đó có thể là một trong những lý do khiến Paris muốn xích lại gần bộ tứ. Theo China Daily, với việc đưa kỳ tài đến Biển Đông, Anh và Pháp đang góp phần vào các mưu kế của Mỹ để chống Trung Quốc. Trung Quốc có yêu sách thay qua vi lý trên hầu hết khắp Biển Đông, đã bị Mỹ và các nước châu Á và châu Âu bác bỏ bằng hàng loạt công hàm gửi lên Liên Hiệp Quốc China Daily cho rằng một động cơ khác có thể là Pháp muốn cạnh tranh hữu nghị với Anh. Anh gần đây điều một tàu sân bay đến Biển Đông và dự định tham gia diễn tập hàng hải cùng Nhật Bản và Mỹ. Theo các nhà phân tích, việc Pháp đưa tàu ngầm đến Biển Đông là nhằm khẳng định quan điểm rằng họ có lợi ích của mình ở khu vực này. Năm 2019, Bộ Quốc phòng Pháp công bố báo cáo chính sách Pháp và an ninh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhấn mạnh rằng 1,5 triệu công dân Pháp đang sống ở khu vực kéo dài từ Djibouti ở vùng sừng châu Phi đến lãnh thổ Polynesia của Pháp ở Nam Thái Bình Dương. Điều đó có nghĩa là Paris coi vùng Ấn Độ Thái Bình Dương kéo dài từ vịnh Aden đến tận Úc. Nhưng Biển Đông không được nhắc đến trong báo cáo. Từ quan điểm pháp lý, việc hải quân Pháp hoạt động ở vùng biển này là hoàn toàn chấp nhận được vì họ đang hoạt động trên toàn cầu. France dẫn lời nhà nghiên cứu Anthony Bondas công tác tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Pháp và là một chuyên gia về châu Á. Bên cạnh đó, Trung Quốc giận tìm người khi biết Nhật Bản giúp Việt Nam chế tạo thành công vệ tinh Biển Đông. Các bạn thân mến, với tham vọng độc chiếm toàn bộ vùng Biển Đông chiến lược, Trung Quốc không ngần ngại với bất kỳ chiêu thức nào miễn là có thể đạt được mục đích và không hộ danh là người chơi hệ thừa tiền. Trung Quốc từ năm 2019 đã cho rằng hệ thống vệ tinh kín mít trên khắp Biển Đông để theo dõi nhất cử nhất động của các nước láng giềng. Thế nhưng có lẽ chưa kịp phát hiện điều gì bất thường nghiêm trọng từ các nước làng giềng thì lúc này đã lại phải đứng ngồi không yên, lo tình toàn thế nào trước việc. Việt Nam cũng hoàn toàn có thể sử dụng vệ tinh nhân tạo Made in Việt Nam để giám sát Biển Đông, bảo vệ chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Đang nói là những vệ tinh nhân tạo do Việt Nam sản xuất còn nhận được sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình với những bộ não siêu đình với trí tuệ nhân tạo, đó là Nhật Bản ngay tới Nhật Bản thôi là đã đủ biết uy tín, chất lượng và cực kỳ an tâm rồi. Cụ thể thì đã Việt Nam đã đạt được những thành tựu gì trong hành trình nghiên cứu và phát triển hệ vệ tinh nhân tạo và Nhật Bản đã giúp Việt Nam những gì mà lại có thể khiến Trung Quốc đứng ngồi không yên. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay. Có thể bạn chưa biết vệ tinh là công cụ tuyệt vời để quan sát trái đất và đại dương xanh lớn, bao phủ tới hơn 70% hành tinh của chúng ta. Bằng cách cảm nhận từ xa, từ quỹ đạo của chúng ta ở trên cao trái đất, các vệ tinh sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin hơn những gì có thể chỉ thu được từ bề mặt. Đặc biệt, theo giới chuyên gia, vệ tinh đóng vai trò phòng thủ như chính xác các mục tiêu, cơ sở quân sự của đối phương, đồng thời phát hiện các vụ phóng tên lửa giải quyết vấn đề liên lạc, giữa các đơn vị và cải thiện tính chính xác của hệ thống vũ khí tấn công. Do đó, việc phá hủy hoặc gây nhiễu mạng lưới vệ tinh có thể khiến một quốc gia chiếm ưu thế to lớn trước đối thủ của mình. Bởi vậy, cho nên không khó hiểu khi những siêu cường quân sự trên thế giới như là Mỹ, Nga và hiện nay là thêm cả thế lực mới nội Trung Quốc đang không ngừng tăng tốc cuộc đua ngoài không gian mang tên vệ tinh nhân tạo. Cũng theo xu hướng đó, Việt Nam mới việc đầu tư Bài bản tầm nhìn chiến lược bên cạnh đó là sự hỗ trợ từ bàn bè quốc tế cũng đang từng bước đi vào cuộc đua chiếm lĩnh không gian được vị thế của mình từ con số 0 nên ngồi đầu Đông Nam Á. Theo thông tin mới nhất sự kiện vào tháng 9 năm nay, tức là còn khoảng nửa năm nữa, Việt Nam sẽ phóng tên lửa quỹ đạo vệ tinh có tên là Nano Daron. Vệ tinh này nặng khoảng 4kg dạng siêu nhỏ do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam phát triển. Đây là sản phẩm của đề tài nghiên cứu thiết kế chế tạo phóng và vận hành thử nghiệm vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2021. Các công đoạn nghiên cứu thiết kế tích hợp, thực nghiệm chức năng, vệ tinh hoàn toàn được thực hiện tại Việt Nam với các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Toàn bộ cấu trúc cơ khí và mạch phân phối nguồn của vệ tinh cũng được tự chế tạo tại Việt Nam. Tới nay, quá trình phát triển vệ tinh nano-dragon đã đi đến những bước cuối cùng, các thành phần của vệ tinh được kết nối khi chuyển sang bước thử nghiệm tổng thể bao gồm thử nghiệm rung động, sốc và nhiệt chân, không xe để hoàn thiện việc phát triển phần cứng của vệ tinh và Nhật Bản chính là quốc gia sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện công đoạn này. Tại Học viện Công nghệ Kyushu Nhật Bản, vệ tinh được thử nghiệm môi trường, giả lập môi trường phóng và môi trường vũ trụ, dự kiến vệ tinh sẽ được phóng miễn phí bởi tên lửa s của Nhật Bản vào tháng 9 năm 2021. Nhiệm vụ của vệ tinh giám sát Nano là thích hợp một bộ thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy nhằm theo dõi giám sát phương tiện trên biển Đông, đồng thời sử dụng một thiết bị chụp ảnh quang học để xác thực chất lượng bộ điều kiện tư thế vệ tinh khi hoạt động trên quỹ đạo. Và để thực hiện được những nhiệm vụ này, thì Nano được thiết kế hoạt động ở quỹ đạo đồng bộ mặt trời với độ cao khoảng 520 km. Quỹ đạo này cho phép các vệ tinh di chuyển qua các vùng cực, đồng bộ với mặt trời và có nghĩa là chúng được đồng bộ hóa để luôn ở cùng một vị trí cố định so với mặt trời, luôn quan sát một điểm trên đá đất liên tục vào một thời điểm trong ngày. Song song với quá trình phát triển vệ tinh, chúng ta cũng tiến hành thiết kế xây dựng và lắp đặt trạm mặt đất để vận hành. Vệ tinh sau khi phóng trạm mặt đất này, chuẩn bị hoàn thành phần lắp đặt tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và chuyển sang vận hành thử nghiệm. Thực tế thì đây cũng không phải là lần đầu tiên Việt Nam nhận được sự giúp đỡ của Nhật Bản trong việc chế tạo và thực nghiệm vệ tinh nhân tạo. Trước đó, năm 2013, Nhật Bản cũng đã giúp đỡ Việt Nam trong việc đào tạo công nghệ tinh 36 kỹ sư của Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Việt Nam đã đến năm trường đại học hàng đầu của Nhật Bản để học chương trình tạc sĩ về công nghệ vệ tinh trong khuôn khổ dự án hợp tác Việt Nhật nhằm phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu bằng vệ tinh quan sát trái đất với sự hỗ trợ phát triển chính thức từ Nhật Bản và vốn đối ứng từ chính phủ Việt Nam. Nhóm của Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Việt Nam đã làm việc với các chuyên gia Nhật Bản để xây dựng Micro Dragon tại Nhật Bản. Đến tháng 1 năm 2019, vệ tinh Micro Dragon nặng 50kg cho các thạc sĩ công nghệ vệ tinh Việt Nam chế tạo ở Nhật Bản, cũng đã được phía Nhật Bản hỗ trợ phóng lên không gian bằng tên lửa Epsilon. Sau khi phóng lên vũ trụ, Moncler Dragon có nhiệm vụ quan sát vùng biển ven bờ nhằm đánh giá chất lượng, định vị nguyên thủy sản, theo dõi sự thay đổi các hiện tượng xảy ra ở vùng biển ven bờ để phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy hải sản Việt Nam. Micro Dagon sử dụng hệ hai máy ảnh đạo phù hợp với bộ lọc, tinh thể lỏng có thể điều chỉnh, có thể chụp được ở 12 giải phổ. Ảnh độ phân giải mặt đất tốt nhất là 78m, kích thước ảnh khoảng 36 x 48 km khi vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo 500 km. Ảnh vệ tinh Microdagon sẽ là cơ sở để trao đổi dữ liệu vệ tinh với cộng đồng micro trên thế giới, từ đó tăng cường khả năng đáp ứng nhanh trong các hoạt động như là phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Trước đó, các kỹ sư của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cũng chế tạo thành công vệ tinh siêu nhỏ Bicodagon 1 kg và được phóng lên quỹ đạo vào năm 2013. Vụ phóng thử tên lửa vệ tinh này Việt Nam cũng được cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản giúp đỡ. Theo đó, vẫn tài HTU-4 đã được phóng từ bệ phóng cho Singapore ở trung tâm vũ trụ Fanegasma vào ngày 4 tháng 8 năm 2013, mang theo vệ tinh siêu nhỏ Bicodagon của Việt Nam và ba vệ tinh siêu nhỏ khác của cơ quan hàng không Mỹ lên trạm vũ trụ quốc tế. Vệ tinh Bichol Dragon có nhiệm vụ chụp ảnh trái đất, đo đạc một số thông tin, thông số vệ tinh bằng các cảm biến gắn trên vệ tinh và thử nghiệm thông tin liên lạc với mặt đất. Dự án này có thể xem là một bước chuẩn bị đầy cởi xác trong việc đào tạo nhân lực cho việc tự thiết kế và chế tạo vệ tinh nhỏ, con sát trái đất riêng của Việt Nam trong tương lai. Việc đưa thành công vệ tinh Bicodagon Dragon vào không gian đã đánh dấu một bước trưởng thành của các kỹ sư nghiên cứu trẻ của Trung tâm Vệ tinh Quốc gia và là bước chuẩn bị để tiến tới mục tiêu nghiên cứu và phát triển vệ tinh riêng biệt của Việt Nam. Những thành tựu bước đầu cho thấy Việt Nam đang chuyển mình rõ rệt là một tín hiệu cực kỳ tích cực trong cuộc đua vào không gian. Đây là điều cực kỳ cần thiết và ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền đất nước. Nhất là chủ quyền quốc gia trên biển trong thời đại 4.0 bùng nổ như hiện nay. Từ năm 2019, Trung Quốc đã cho triển khai mạng lưới máy bay không người lái giám sát các đảo ở trên Biển Đông nhằm hiện thực hóa những tuyên bố chủ quyền phi lý ở các vùng biển chiến lược. Thậm chí trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này đi bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin được phép tạm dừng tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình chiến sự giữa các nước cùng với tình hình Biển Đông để gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào và hẹn gặp lại!